Kẻ từ xưng là đệ tử ruột, từng vào sinh ra tử dưới trướng của Nam Cam bị bắt. Từ xưng mình là đệ tử ruột, từng vào sinh ra tử dưới trướng của Nam Cam, nên Trần Quốc Tuấn biệt danh là Tuấn Võng, coi trời bằng vung, bắt tay giang hồ thích chém gió ngoài 30 tuổi, tướng võng chắc lưng tiền án 10 năm tù với tội danh nhận hối lộ khi còn đang công tác trong cơ quan kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng vào năm 2002, ra tù y trở lại quê với hai bàn tay trắng. Những tưởng cuộc mưu sinh vì gia đình, vợ con và những năm tháng đằng sau song sắt sẽ khiến cho y tỉnh ngộ mà tu tỉnh làm ăn thế nhưng ngựa quen đường cũ hắn bước vào con đường giang hồ đầm thuê chém mướn khiến cho vùng quê yên bình bỗng nhiên nổi sóng ban đầu vì không có nghề nghiệp Tuấn thường xuyên ngao du lượn lờ quanh các khu vực tập trung đông thành phần thanh niên không có việc làm ở địa phương bắt chuyện và chém gió gã tự nhận mình từng kinh qua thời gian là công an có nghiệp vụ trinh sát sau việc đổi gió chuyển qua làm kiểm lâm sau cùng bị bắt vì là một trong những mắt xích quan trọng của đường dây Nam Cam. Vì vậy, Y có mối liên hệ đặc biệt với mạng lưới giang hồn toàn miền Bắc. Ngoài ra, thì Tuấn còn tự gắn cho mình những kinh nghiệm bằng cấp khác nhau. Vì vậy, một thời gian ngắn sau khi trở về, Y được mời đến làm thanh tra của một doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Từ ngày có sự góp mặt của Tuấn thì bao nhiêu chuyện liên quan tới bến bãi, lấn tuyến, lấn sân đều được Tuấn và đàn em giải quyết một cách êm đẹp. Không phải đi làm vất vả, nhưng thu nhập một tháng của hắn cũng lên tới gần 30 triệu đồng. Để hợp thức hóa các khoản thu bất chính của mình, Tuấn giao cho vợ mở thêm một nhà nghỉ để kinh doanh. Thực chất chủ yếu để làm nơi đào tạo, nuôi dưỡng đàn em, lẫn tranh thủ kinh doanh tiệm cầm đồ cho vay nặng lãi. Với đàn em Tuấn tỏ ra là đàn anh chịu chơi hào phóng, sẵn sàng chi tiền không tiếc tay cho các cuộc hoang lạc, hút sách, gái gú, vân vân. Với điều kiện chỉ cần khi nào anh gọi, chúng phải có mặt. Qua tìm hiểu, ngoài biệt danh Tuấn Võng, y còn là một tay nuôi dạy, huấn luyện chó có nghề, vì vậy có thêm tên là Tuấn Chó. Với đàn chó giữ sẵn sàng, đứt xích bất kỳ lúc nào những người dân xung quanh xem nơi ở của Tuấn như là một chốn bất hạ xâm phạm cần phải lánh xa nếu muốn yên thân sát bên cạnh của Tuấn trong các cuộc tranh hùng tranh bá là Năng Minh tên đầy đủ là Nguyễn Mạnh Năng sinh năm 1965 ở xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ tỉnh Thừa Yên theo đó thì Năng là một anh em thân thiết đã cùng Tuấn vào sinh ra tử. Có thể nói trong đường dây của Tuấn thì nàng mình là kẻ đứng thứ hai sẽ thay Tuấn cầm đầu đám lâu nhau mỗi khi đi tham chiến. Danh tiếng của Tuấn trở nên lẫy lưng với nhiều cộng sự, đồng nghĩa với gánh chăm lo đầy đủ cho đám đàn em ngày một đông. Tuấn mở rộng đường dây sang hoạt động thu phế tại các tàu trở cát trên sông Luộc ban đầu thì để tiếp cận các chủ tàu lái tuấn cho đàn em dùng xe máy hoặc ô tô lợi dụng đêm tối đến đập phá các đường ống hút cát trên đê để dằn mặt sau nhiều lần đập phá rồi bỏ đi khiến cho chủ tàu hoang mang tuấn bắt đầu lộ diện như là một đấng cứu thế điềm nhiên đưa danh thiếp nếu ông bà muốn yên ổn làm ăn ở cái xứ này thì phải lên văn phòng công ty của tôi trên thành phố tôi sẽ giải quyết cho nếu chủ tàu nào có thái độ ngang bứng không chịu gặp tuấn sẽ khủng bố bằng cách cho đàn em dùng cano liên tiếp tiếp cận hút cát rồi cho đàn em lên tàu đánh công nhân bị thương rồi chủ động gọi điện cho chủ tàu thương lượng theo ước tính sơ sơ từ thời điểm bắt đầu cho tới khi bị bắt thì số tiền mà các chủ tàu hút cát phải bỏ ra để mua đường ống mới lên tới hàng chục triệu đồng chưa tính tới thiệt hại do công việc bị đình trệ công nhân bỏ việc theo như câu chuyện của anh Thắng, tên nhân vật đã được thay đổi. Một trong số các bị hại thì sau khi bị đe dọa, gia đình đã cử anh lên gặp Tuấn tại nhà nghỉ Lê Minh số 365, thành phố Hưng Yên. Trước khi được diễn kiến giám đốc Tuấn thì anh bị bắt cởi hết quần áo để kiểm tra toàn bộ cơ thể xem có dấu hàng nóng, ghi âm hay là camera không. Sau đó thì Tuấn cho điện tử chăm sóc đặc biệt anh Thắng, cùng dùng cơm với đám đàn em cho chân già phục vụ nhiệt tình nhằm khiến cho nạn nhân bị ngộp. Kết thúc màn ăn nhậu, Tuấn đưa ra con số là 700.000 đồng cho mỗi chuyến đối với một tàu. Vì gia đình đã biết điều lên đây gặp nên tôi giảm cho còn 500.000 đồng. Cứ thế mà nhân với 17 chuyến từ khi bắt đầu đến giờ là 8,5 triệu. Tôi bớt tiếp cho 500, còn 8 triệu thì thanh toán đầy đủ nhé. Cuộc đột kích bất ngờ Cuối tháng 2 năm 2016, nhận được phản ánh qua đơn thư của các chủ tàu thì Công an huyện Tiên Lữ đã mở cuộc điều tra với chuyên án mang bí số là CDDTS0316. Nhiều mũi trinh sát được tung ra thâm nhập các ngã đã tìm kiếm thông tin, thu thập bằng chứng. Đôi khi thì các nhóm trinh sát bị rơi vào bế tắc bởi phương thức hoạt động của nhóm tướng rất gọn gàng, che đầy kín đáo. Để bịt hết mọi bằng chứng về hoạt động thu phế mỗi lần xuống địa bàn, thì tên cáo già thường dùng xe ô tô để di chuyển. Mỗi khi gặp giao dịch với chủ tàu thường ngồi trong xe ô tô, mở cửa kính để chủ tàu tự bước tiền vào xe. Khi cảm thấy có động, chúng tạm thời tạm ngừng chờ lực lượng chức năng rút một thời gian mới ngóc đầu trở lại. Và theo tin tức của đại úy Phan Việt Anh, phó trưởng công an huyện Tiên Lữ, tuấn là tình gian manh, thường sử dụng nhiều trò để che đậy hành vi tội lỗi. Không chỉ vậy, những lần giáp mặt hắn thường xuyên khiêu khích anh em chiến sĩ nhằm khiến cho anh em mất bình tĩnh, lúc này y sẽ có cớ để tố tội ngược lại. Trước những thủ đoạn của Tuấn và đồng bọn, sau nhiều ngày mật phục, đấu tranh thu thập chứng cứ, đến ngày 18 tháng 3 vừa qua thì công an huyện Tiên Lữ đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ Tuấn và đồng bọn tại nhà. Theo đại úy Phan Việt Anh, để vào được nhà của Tuấn, thì các trinh sát phải vượt qua bức tường bất khả xâm phạm được trông giữ bởi một đàn chó tay liên tục lao vào cắn và cản. Để khống chế chúng, thì anh em đã phải sử dụng số lượng rất lớn bình xịt hơi cay mới có thể lao vào bên trong. Lúc giáp mặt thì Tuấn vẫn tự tin nói rằng mình không có tội, không những thế. Khi bị tra tay vào còng số 8 thì Tuấn còn bỏ nhỏ. Chú Việt Anh nhà mới có thêm em bé hả? Chỉ một câu nói thôi nhưng cũng đủ để những người xung quanh giật mình và đủ thấy Tuấn ma mạnh thế nào trong việc tìm cách nắng gần cán bộ. Thế giới ngầm, cây thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, chùm xã hội đen, mafia, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.